Thái lão đi tới bên trong ban công, tay phải vùng lên, một quả cầu màu bạc xuất hiện ra trong lòng bàn tay, từng điểm ánh bạc nhấp nháy, hai tay của bà như hoa chuối ở nước cháy, 10 ngón tay nhẹ nhàng rung động, rất nhanh thì những tia sáng màu bạc đen xen giữa không trung tạo thành một đồ án kỳ dị. Quả cầu ánh bạc kia bị bà nhẹ nhàng đặt lên trên đồ án, ánh bạc lóe lên, sau một khắc này, quả cầu bạc nhỏ kia cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Phá vòng vây đột phá đến cấp 40, võ hồn tiến hóa làm ngân hoàng. Về mặt thực lực, sự bay vọt về chất không chỉ là thể hiện ra chỉ riêng ở trong chiến đấu. Sau khi Đường Vũ Lân ở bên trong đoán tạo thất rèn luyện, cũng là triển khai đoán tạo, cũng cảm giác được biến hóa to lớn tương tự. Linh đoán sở dĩ dần lan, ngoại trường kỹ xảo ra, tu vi hồn lực cũng là vô cùng trọng yếu. Trước đây, Đường Vũ Lân vẫn luôn luôn dựa vào huyết mạch lực lượng để bổ sung cho hồn lực tiến hành đoán tạo mới có thể thành công. Nhưng rất khó để có đủ sức để tiếp tục hoàn thiện giai đoạn dùng đoán sau khi linh đoán tạo hoặc là dùng đoán tạo cho ba loại kim loại kia. Nhưng mà lần này hiển nhiên không giống nhau, tu vi tăng lên, huyết mạch lực lượng và hồn lực hòa là một thể, hóa thân thành năng lượng kỳ dị, đó là một loại năng lượng màu trắng và màu vàng dung hòa vào nhau. Thời điểm được điều động, hai loại có thể dung hợp lại cùng với nhau, cũng có thể phân công với nhau làm việc. Thời điểm dung hợp lại cùng nhau, hồn lực tiến hóa thành màu bạc kim, cung cấp cho Đường Vũ Lân sức mạnh cường hãn nhất. Bản thân hồn lực của hắn vốn đã vô cùng tinh khiết, hơn nữa huyết mạch lực lượng mạnh mẽ, dung hợp ra có thể tăng cao tới thời gian đoán tạo mà hắn có thể chịu đựng được. Trạng thái không còn có một chút sức lực nào để tiếp tục trước đây, đã hoàn toàn biến mất. Hai sức mạnh tách ra lại có thể đơn độc điều động ra một ít năng lực khác của hắn, ví dụ như là năng lực có liên quan đến huyết thống Kim Lang Vương, hồn lực liền không thể nào dính líu vào, chỉ có thể thần tí dùng huyết mạch lực lượng để điều động. Bởi như vậy, ở trong quá trình đoán tạo, Đường Vũ Lân không chỉ tu luyện đoán tạo thuật của chính mình, mà đồng thời cũng đang cảm thụ sự biến hóa của bản thân, cũng như là độ thuần thục và năng lực mới mà sau khi thăng cấp đến tứ hoàng đem lại. Chuyện này đối với hắn mà nói mới thật sự là quan trọng nhất. Đến thời điểm trạng vạng, Đường Vũ Lân kéo tấm thân uể oải trở lại khoang thuyền, ăn xong cơm tối, hiện tại hắn còn chỉ muốn ngủ một giấc thật là ngon lành. Nằm vật ở trên giường, toàn thân thả lỏng, hắn đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu. Cho tới nay, hắn đều luôn khắc khổ tu luyện, không ngừng phát triển chính mình, đều sẽ luôn cảm thấy chính mình chưa đủ tốt, đều sẽ thấy được những người mạnh hơn chính mình, đều là luôn muốn đuổi theo bước chân của các đồng đội. Mà khi hắn bình ổn lại tâm tính, tình cờ dừng chân quay đầu nhìn lại, liền sẽ phát hiện ra được sự nỗ lực của chính mình cũng không hề uổng phí, bước tiến của chính mình trước sau vẫn rất nhanh. Lại như thời điểm lúc trước hắn bắt đầu rèn luyện, thời điểm mới biết đến các bạn cũ ngày xưa như Trường Dương Tử, Vương Kim Tý, hiện tại đã sớm bị hắn kéo dài khoảng cách. Trong lúc vô tình, mình đã sắp trở thành một người có khả năng tiến vào lộ viện của Sử Lai Khắc Học Viện, trở thành thành viên đấu hồn đường của Đường Môn, thậm chí là đệ tử tông chủ bản Thế Tông. Thế giới này kỳ diệu biết bao nhiêu, hắn đột nhiên cảm thấy được hạnh phúc. Định nghĩa của mỗi người đối với hạnh phúc đều có sự khác biệt. Có người cho rằng chỉ túc, thưởng nhạc là hạnh phúc, có người cho rằng nhẹ nhàng là hạnh phúc. Nhưng Đường Vũ Lân lại lường tựa theo sự trưởng thành của chính mình dần dần biết được, hai loại này đều không phải là loại hạnh phúc mình mong muốn. Hạnh phúc của hắn bắt nguồn từ thực lực, bắt nguồn từ sự khát khao không ngừng đối với thực lực, đối với lực thang càng cao hơn, xa hơn. Hắn còn mơ hồ nhớ tới, khi còn bé phụ thân đã từng nói với hắn, chi tung nhược thưởng nhạc có thể khiến cho người ta hạnh phúc một đời, nhưng đây là hạnh phúc tầm thường, chỉ có lòng tham không đáy mới sẽ mang lại cho người ta động lực, tham lam khiến cho người ta đi tới, chăm chỉ khiến cho người ta tiến bộ. Có lẽ 99% thiên phú sẽ mang đến chính là vô số cơ duyên, nhưng nếu như không có 1% lỗ lực kia, hết thảy đều là uổng phí. Mà đến tận hiện tại, Đường Vũ Lân mới nhận ra được sự hiểu ý tứ của phụ thân. Vì lẽ đó, hắn có tham vọng, một tham vọng theo đuổi sự cường đại, theo đuổi cảm giác thành công một lần nữa. Bởi vì mục tiêu của hắn chính là trời cao biển rộng. Ầm một tiếng, trong một tiếng vang nhẹ, Đường Vũ Lân hầu như là theo bản năng nhảy lên trên, trực tiếp từ trên giường nhảy sụp xuống mặt đất. Cửa ban công mở ra, hai cánh của hắn lúc này ở trong túi quần. Mục gia đang tựa như là cười mà không phải cười nhìn hắn. Xem ra ngươi cũng không hề tự mãn, cũng không tệ. Mục gia hướng về Đường Vũ Lân gật gật đầu. Nhìn vị lão sư ở trước mặt bàn ngày uy hiếp hung thú, Đường Vũ Lân lúc này không khỏi có một chút hoảng hốt, thậm chí có một chút không dám tin tưởng. Một người mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại là lão sư của chính mình. Lão sư, Đường Vũ Lân lúc này cung kính hướng về mục gia hành lễ. Không dễ dàng chứ, cuối cùng cũng coi như là có một chút mùi vị chân thành. Đi thôi, mục gia hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân sững sờ một chút. Đi đâu, làm gì cơ? Mục gia nói. Huấn luyện.
Đường Vô Lân giật mình nói, không phải đã kết thúc rồi sao? Võ hồn của con cũng đã hoàn thành thức tỉnh lần thứ hai. Mục Sa nói như đúng rồi vậy. Ai nói cho người đã là kết thúc? Cái kia bất quá chỉ là huấn luyện giai đoạn thứ nhất mà thôi, là đơn giản nhất. Lập tức thì người sẽ phải bắt đầu là huấn luyện giai đoạn thứ hai. Lẽ nào người muốn lười biếng hay sao? Khóe miệng của Đường Vô Lân lúc này có một chút co giật. Mà thôi, lại còn mà thôi nữa. Giật vật ở trong 49 ngày sinh tử kia, vậy còn là mà thôi sao? Lão sư, ngài thông cảm thấy hẳn là đồ đệ bảo bối của ngài lên được nghỉ ngơi cho tốt một chút hay không? Thả lỏng tinh thần hợp lý cũng sẽ giúp việc tu luyện tiến bộ. Đường Vô Lân lúc này nghiêm túc nói. Đó là nói người bình thường, ngươi là người bình thường hay sao? Ngươi chính là tiểu quái vật của sử lấy các học viên. Đừng nói nhảm nữa, đi. Vừa nói Mục Dạ lướt người tới, vung một cái liền tóm lấy Đường Vô Lân. Sau một khắc này, hai người cùng đá lạ linh đinh ở trên mặt biển. Lão sư có thể không cần tàn nhẫn như vậy hay không? Đường Vô Lân kêu rên. Bớt dùng bài này đi, không tàn nhẫn với người có thể thành tài hay sao? Sư tổ của người năm đó đã nói, nếu như sớm tàn nhẫn hơn với ta một vài năm, nói không chừng ta đã có thể trở thành cường giả chân chính. Đường Vô Lân lúc này mặt đầy bất đắc dĩ, diễn kịch ở trước mặt lão sư xem ra là không có hiệu quả gì. Đã như vậy thì cố gắng lên, trên thực tế hắn cũng không thể nào có ý muốn thật sự là lười biếng. Khiến cho Đường Vũ Lân có một chút bất ngờ, chính là lần này Mục Gia cũng không hề để hắn dẫn dắt hơi rời xa khỏi thuyền lớn. Mục tiêu của 49 ngày tu luyện đầu tiên chủ yếu là nhằm nghiền ép ra năng lực ở bên trong, áp bức ra tiềm năng của người. Do đó sau khi hoàn thành kích phát thức tỉnh võ hồn lần thứ hai và điều chỉnh toàn thể ở bên trong, hiện bước đi này cần hoàn thành chính là rèn luyện từ bên ngoài đối với người. Cường độ thân thể của người có thể thiên phú dị bẩm, sức mạnh huyết thống vô cùng tốt. Vì lẽ đó, ta đã giúp người nghĩ ra một ý kiến này, tuyệt đối sẽ giúp người cảm thấy rất vui vẻ. Không biết tại sao, sau khi nghe xong Mục Xã nói câu này, Đường Vô Lân có một loại cảm giác lông tơ dựng đứng. Vui vẻ gì cơ? Một sợi dây thừng không biết làm bằng vật liệu gì trói chặt hai tay của Đường Vũ Lân. Một đầu khác của dây thừng này quăng ra thật là xa, buộc lấy phần đuôi của chiếc thuyền lớn Viễn Dương Cựu Luân. Sau đó Đường Vũ Lân trôi nổi ở trên mặt biển, trở thành một vật lơ lửng bị kéo đi. Thoạt nhìn qua, tốc độ di chuyển của con thuyền này cũng không nhanh bao nhiêu. Nhưng sau khi bị buộc vào đuôi thuyền đi kéo, cảm giác bị kéo đi lại hoàn toàn khác nhau. Không có hai tay để giúp cân bằng, muốn đứng lên là tuyệt đối không thể. Đường Vô Lân thậm chí còn chưa kịp nói ra một câu phản đối, hắn cũng đã bị kéo vun vút ở trên mặt biển. Thân thể không ngừng bị đập vào trong nước biển, hứng chịu sóng lớn vỗ tới, rồi lại bị hùng hãn kéo đi, rồi lại đập vào trên mặt biển. Nhìn từ đằng xa, hắn chỉ bất quá là một chấm đen nhỏ bé chập trùng ở đền xuống mà thôi. Biển cả lại không có bất kỳ quy luật hay là nhịp điệu gì, chim chim lồi nối không ngừng xung kích và ma sát. Càng thốn hơn chính là Mục Gia còn trực tiếp phong tỏa ra hồn lực và huyết mạch lực lượng của Đường Vũ Lân, khiến cho hắn không cách nào điều động ra năng lực ở bên trong để chống đỡ cơ thể. Đây cũng là một loại đoán táo, là biển rộng đang rèn rũa thân thể của người. Lão sư, giai đoạn thứ hai này kéo dài bao lâu vậy? Âm thanh của Đường Vũ Lân lúc này đứt quãng ở bên trong từng cơn sóng biển. Mà cho đến khi mà tới Tinh La Đại Lục, thời điểm Đường Vũ Lân trở về phòng, cả người đã hoàn toàn sụi lơ, đó là chuyện của một canh giờ sau. Thông qua những ngày qua, sự thấu hiểu của Mục Xã lúc này với tình hình ở trong cơ thể của hắn đã là vô cùng sâu. Thời điểm kết thúc đều là khi hắn đạt đến giới hạn cuối cùng mà có hắn có thể chịu đựng được, mà Đường Vô Lân cũng không khiến cho ông ta thất vọng. Mấy tiếng chim nổi ở trên mặt biển, toàn thân của Đường Vũ Lân lúc này đã sớm sưng tấy cả lên rồi. Mục Gia cũng không hề giải trừ phong tỏa đối với hồn lực và huyết mạch lực lượng ở trong cơ thể của hắn, mà lại trước tiên dùng thuốc nước đặc chế của bản thể tông bôi lên cơ thể hắn, sau đó mới mở phong ấn ra, đồng thời nghiêm khắc yêu cầu hắn khoanh chân tu luyện. Cuộc sống đau khổ như vậy mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Mỗi ngày hầu như Đường Vũ Lân đều đã vượt qua ở bên trong nước sôi lửa bóng, qua như là mãi cho đến tận Tình Là Đại Lục. Thời điểm phía xa xa trên trời xuất hiện ra một đường thẳng màu đen, Đường Vô Lân cảm động suýt nữa khóc lên, cuối cùng cũng coi như là gắng gượng vượt qua. Tiếng hoan hô cũng đồng dạng phát ra từ trong miệng của đám người Tinh La Đại Lục, đối với bọn họ mà nói, về nhà rồi. Nhìn từ đằng xa, bãi biển Tinh La Đại Lục giống như cũng không hề có sự khác biệt so với Đố La Đại Lục, thậm chí phong cách kiến trúc, biển tàu xa xa cũng chỉ là hơi có sự khác biệt mà thôi.
nghi thức hoan nghênh ở trong long trọng gì gì đó đối với mọi người của Sử Lai Khắc Học Viện mà nói bất quá chỉ là một khúc nhạc sao. Mà hai sứ đoàn sau khi trải qua một đoạn đường cùng nhau, suốt cuộc cũng tách xa. Sứ đoàn phía Tinh La Đại Lục trực tiếp giải tán nghỉ ngơi, mà lữ trình đến từ sứ lạ vương gia của sứ đoàn Đấu La Đại Lục chỉ vừa mới bắt đầu. Đây là lịch trình tiếp theo của chúng ta. Trước tiên chúng ta sẽ đến Tinh La Thành, thủ đô của Tinh La Đế Quốc thuộc Tinh La Đại Lục, tiến hành một loạt thi đấu giao lưu. Đối tượng giao lưu chủ yếu là đội đại biểu của Tinh La Hoàng gia Học Viện, sau đó chúng ta mới sẽ đi tới. Âm thanh lạnh lùng của Vũ Trường Không nói cho mọi người mọi chuyện sắp đi tới bọn họ cần làm. Tuyệt đại đa số đều là đến một số trường, học viện của Tinh La Đại Lục để tham gia hoạt động giao lưu và cả tham quan một số quang cảnh đặc biệt của Tinh La Đại Lục nữa. Đường Vũ Lân nghe một cách cực kỳ nghiêm túc, trên mặt cũng tràn đầy vẻ mong chờ. Những người khác, dù cho là các thiếu nữ đều có vẻ bình tĩnh hơn so với hắn. Đội trưởng, làm sao ngươi lại có dáng vẻ vui vẻ như vậy? Từ Lạp Chí lúc này huýt Đường Vũ Lân một cái, thấp giọng hỏi. Hả? Ta có sao? Đường Vũ Lân sờ sờ mặt của chính mình. Trong ánh mắt của ngươi đều là khát vọng đó nha. Từ Lạp Chí lúc này cười nó để chất phát. Đường Vũ Lân cười ha ha. Đúng vậy, không phải là hắn rất chờ mong hay sao? Cuối cùng cũng coi như là được thoát lìa ra khỏi đại dương. Vừa nghĩ tới cảm giác mỗi ngày bị sóng biển dập cho là lên bờ xuống, toàn thân đau ê ẩm kia, hắn liền không rét mà run. Cuối cùng cũng coi như là sắp thoát ra khỏi bể khổ. Thế nhưng mà đối với hắn mà nói, hơn 2 tháng lữ trình ở trên đại dương mênh mông sóng nước này cũng coi như là một trải nghiệm giúp cho hắn lột xác hoàn toàn. Bây giờ hắn đã có một sự biến hóa cực kỳ lớn to lớn so với trước đây rồi.